Để góp phần vào nỗ lực chung bảo vệ không khí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, một số dự án bất động sản thương mại hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED. Với tiêu chuẩn này, các bất động sản thương mại sẽ được triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh, trong đó tăng cường tiết kiệm lượng nước sử dụng thông qua hệ thống tái chế nước thải và thu gom nước mưa hiệu quả, hay việc tiết kiệm năng lượng tiêu thụ thông qua hệ thống đèn LED và hệ thống điện thông minh. Ngoài ra, việc sử dụng các vật liệu giảm thải, giảm nồng độ các chất ô nhiễm hóa học có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí, sức khỏe con người và môi trường cũng là những điểm mạnh mà tiêu chuẩn LEED hướng đến. Những gì chúng ta đã thấy ở Việt Nam là ngày càng có nhiều tòa nhà áp dụng chứng nhận LEED. Chứng nhận này đã được áp dụng trên toàn thế giới, cung cấp cho các tòa nhà các cấp độ chứng nhận khác nhau để ghi lại thông tin môi trường. Các công nghệ để đảm bảo được là giảm thiểu được cái tác động vào môi trường. Thì một trong những cái công nghệ đấy thì là mặt kính. Mặt kính là một cái là công nghệ curtain wall hai lớp và kín nước và kín khí để đảm bảo là nếu mà trường hợp mà có ô nhiễm thì cái khí nó không thể nào lan vào được cái khu vực văn phòng. Tại những thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án cải thiện môi trường được dự báo sẽ dần trở nên phổ biến trong bất động sản thương mại. Hiện nay quý vị có thể tham khảo dự án Friendship Tower tại quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm thông tin về xu hướng xây dựng dự án bất động sản thương mại tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.